Vào đâu đi. Xin chào các bạn, hôm nay haisanhaibinh xin hướng dẫn các bạn cách làm sạch bạch tuộc. Đây là một con bạch tuộc chưa làm sạch. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm sạch cái con bạch tuộc này như sau. Các bạn móc hết nội tạng của bạch tuộc này ra bằng cách là chúng ta đưa ngón tay cái vào bên trong cái thân con tuộc, sau đó ta lấy cái ngón giữa và lật ngược nó lại. Đấy là tất cả những cái nội tạng bên trong nó đã lật ra ngoài. Rồi ta bóc sạch cái phần này, không để lại bất kỳ một thứ nào ở trên thân bạch tuộc hết, chúng ta sẽ bóc sạch. Đấy, như này được gọi là đã bóc sạch cái nội tạng. Rồi chúng ta chốc nữa xử lý nó bằng cách là rửa bằng nước muối. Rồi chúng ta lật nó lại. Okay. Rồi con thứ hai cũng thế. Đấy. Khi các bạn làm nhanh rồi thì quen rồi thì làm đơn giản thôi. Đó. Đấy. Đã sạch. Đó. Tiếp theo con này có trứng. Khi mà con này có trứng thì chúng ta lật ngược nó ra, chúng ta lại sẽ thấy nó có một bụng trứng này. Đúng không? Trứng bạch tuộc có thể để lại ăn hoặc có thể là làm sạch. Các bạn có thể bóc đi hết. Đúng không? Nên rồi tôi sẽ làm sạch hết như thế này. Còn trứng thì chúng ta sẽ bóc riêng ra, chúng ta có thể đánh lên để làm món mực trứng. Đúng không? Đấy, con này cũng có trứng đấy. Các bạn có thể để nguyên này, đó, móc và để nguyên lại. Đấy, để nguyên, đó, chúng ta lại lật ngược nó lại. Đấy. Đấy, con này thì không có trứng nữa. Con này có con này là con đực, đực ta bóc sạch. Rồi. Còn móc ruột hay là gọi là móc nội tạng của con bạch tuộc, chúng ta sẽ làm sạch nó như sau. Chúng ta sẽ lấy một chậu nước sạch, sau đó là bỏ một ít muối, bỏ ít muối trắng này, đánh đều nó lên, đánh đều cái nước muối này lên để cho nó tan muối đi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ thả các con mực vào, bạch tuộc vào. Ở quê Hải Bình em thì là gọi là con mực tuộc, các bác thì gọi là bạch tuộc. Đây, sau khi chúng ta cho tay vào ta đảo. Đúng ạ. Và nếu mà trong các dâu, trong các xúc tua của con tuộc này mà vẫn còn cái đen ấy, đen của nó không phải là gọi là cái gì bẩn đâu ạ. Đấy là người ta muối lộn với các loại mực, ví dụ mực lá, mực nang hoặc mực ống, thì những cái mật của những cái con mực đấy nó chảy ra và nó hút vào xúc tua này thôi ạ. Đấy, chúng ta loại bỏ những cái đen xúc tua này đi. Đấy, chúng ta đánh. Vì sao đánh như này? Đánh như thế này có tác dụng là để loại nhớt, loại bỏ các nhớt trên thân của con tuộc và các chất bẩn nó bám vào xúc tua này thì chúng ta nó sạch sẽ hơn này. Đấy, đúng không ạ? Đấy, sạch sẽ này. Đấy, chúng ta sẽ lộn vào dây. Đấy, và chúng ta sẽ rửa. Đúng không ạ? Đấy, sau đó chúng ta lộn lại này. Nó sạch như này. Nó sạch. Ta móc những cái này còn bẩn, chúng ta này. Đây là cái mật của nó chảy ra đấy ạ. Nó đèn như này, ta móc bỏ nó đi. Đây này. Đấy, móc sạch sẽ khu vực này để khu vực cái gọi là cái thân của nó. Chúng ta đánh qua. Đánh khi nào mà các bạn thấy cái dâu nó xoăn lại, đúng không? Thì coi như là con mực đã được. Và kiểm tra các xúc tua, trong xúc tua mà không còn các vết bẩn đen này, đúng không? Và dâu của chúng ta, dâu con mực hay là kể cả thân con mực mà nó săn cứng lại được rồi thì chúng ta coi như là sạch sẽ, đúng không ạ? Sạch sẽ. Sau cái công đoạn nước muối xong ấy thì chúng ta sẽ đây ạ, như này. Đấy, chúng ta dỡ ra, không còn nhớt, không còn bẩn.